Tí ơi. Tí. Tí ơi, đứng quay không anh? À. Linh giờ báo. Chết rồi. Hay. Yeah. Mình đang nhìn quen đấy nhỉ? Anh nghĩ là ai cũng nhìn quen. Hay. Lên đi Kiên ơi. Hay quá Kiên ơi. Hay. Ôi, nghĩa lại bắt à? Nó đá ra ngoài. Ui. Em thấy là cái... Bia đừng cắm đi Bia ơi. Cái này có thằng cổ chân đá hay. Đang lên hỗ trợ, đấy. Lại, lại, lại. Ui, 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 ui. Xuyên. Ơ, dưới đây cũng đợi mà Bi. Cũng đợi mà. Cũng đợi. Ôi, Nghĩa ơi. Tất cả thằng Bi nhá. Bi ơi, Bi làm gì đây? Ui, không kim đúng không? Không biết nữa. Hay. Kiên ơi. Ui, ui, ui. Ui, Bi. Ôi giời ơi. Trước tiên là nó phá một quả của mình xong nó sút nó không vào. Điệp viên. Trời ơi. Ơ. Ôi. Ô. Phí đấy. Ôi gì đây. Ôi. Chết vậy. Quay lên luôn. Ôi giời ơi Nghĩa ơi. Mày làm cái gì vậy? Ôi. Ui, đúng đấy nhở? Hay quá, thủ hay quá. Ui, 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 gì vậy? Đông đấy. Pressing ý nghĩa rồi. Bi ơi, xuống đi Bi ơi. Xuống đi Bi ơi. Ôi giời. Xuống. Ôi đồng đội quá, rút đi. Ui. Nghĩa ơi. Hay quá. Ai hỗ trợ kìa, đấy. Tí ơi, cầm thắt. Xin được. Xuống đi. Đổi kia. Thank you.
chưa? Đây. Tao vô. Hả? Thu đi Quang. Thấy các anh fit cho mày không? Để lượng một ghi bàn. Thank you.
ghê ghê ghê. Sang kia tôi tầm một mình mà tôi có đi với anh em đâu. Ôi, sweet sweet, mình thắng được 7-1 thì thắng. Sống rồi. Chân chặt cả. Thật chặt rồi, chạy bóng. Xem đá thường xuyên với đội tuyển thì sân khi được yêu dần. Bây giờ tuần này tôi đá 600 rồi. Tôi nghĩ đá cho tuyển đội gì? Tôi thích đá 600. Tôi nghĩ đấy là giá mà gì tôi bắt mấy cô cho. Nói trận sau tôi nghĩ cứ để 700 hơn 700. Hình như được. Xem ba. View đẹp. Chứ còn gì, view ra hồ ấy mà. Hồ đằng sau này. 1 triệu đô. Anh em ơi, thủ kiểu gì ấy? Đá đuổi sức à? Kìa, cá nhân quá. Bi kìa. Đi, đi mai nó bay rồi. Cá nhân vậy.